Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một bộ mẹ con mẫu Bombay các bạn. Đây, con mẹ mẫu Bombay này các bạn không? Rúng nè các bạn không? Vú nè, rúng vú rồi, nghiêm chỉnh các bạn. Dẫn cái xin các bạn. Bà mẹ dẫn cái xin là lứa thứ ba các bạn. Cái xin này các bạn. Cái rúng dài hay tê ngừ không các bạn? Rúng yếm nghiêm chỉnh, sái tích nghiêm chỉnh luôn các bạn. Bò cái được 1m1 bò này các bạn. Bò mẹ gắt nọc được 2 tháng 5 ngày các bạn. Bò mẹ mẫu Bombay gắt nọc được 2 tháng 5 ngày. Các bạn thấy bò mẹ không? Rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Lưng một lưng, đuôi dài. Giá 42 triệu bộ mẹ con này các bạn. Mẹ dẫn cái xin là lứa thứ 3 nha các bạn. Bò mẹ dẫn cái xin là lứa thứ 3. Bò mẹ rúng nè. Rúng chèn các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh, đuôi dài. Đuôi dài phết đất luôn này các bạn. Đuôi dài phết đất luôn. Vú đều nha các bạn. Gác nọc xin được 2 tháng 5 ngày các bạn. Gác nọc xin được 2 tháng 5 ngày. Cậy đuôi các bạn không? Đuôi bẹ dừa nè các bạn. Hoa đen đuôi bẹ dừa. Đuôi dài phết đất, lưng một lưng. Mẫu Bombay. Bà mẹ cao 1m22 bò các bạn. Giá 42 triệu các bạn. Bà mẹ cao 1m22 bò. Mẫu Bombay. Giá 42 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, rúng nè các bạn không? Rúng nghiêm nghiêm chỉnh, bà mẹ lưng một lưng, đuôi dài phết đất, mẫu Bombay đúng mẫu Bombay luôn các bạn, đít nè. Đó. Bà mẹ đít một đít luôn các bạn, đuôi dài phết đất luôn. Con nè các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh các bạn, mẹ con này là quyền bò hết tất cả các bạn. Sái tích nghiêm chỉnh, rúng nghiêm nghiêm chỉnh các bạn. Quyền bò hết các bạn các bạn. Đó, giá 42 triệu bộ mẹ con cái xin này các bạn. Bà mẹ gắt nọc xin được 2 tháng 5 ngày các bạn. Bà mẹ gắt nọc xin được 2 tháng 5 ngày. Giá 42 triệu các bạn. Giá 42 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Bò này ở Củ Chi nha các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây bà mẹ lưng một lưng nè các bạn không. Đó, sái tích thì nghiêm chỉnh. Rúng yếm nghiêm chỉnh nè các bạn. Không lan giá chỗ nào nha các bạn. Cao 1m22 bò nha các bạn. Cao 1m22 bò nha các bạn. Đó, giá là 42 triệu. Gác lọc xin được 2 tháng 5 ngày các bạn. Mẹ cao 1m22 bò. Con cao 1m1 bò các bạn. Bà mẹ dặn cái xin là lứa thứ 3 nha các bạn. Giá 42 triệu các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.